Các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay Và để không mất thời gian quý báu của chú anh chị em cuối tuần Thì mạng phép trước khi chúng ta bước vào chương trình Để cho Nguyên chúc cho tất cả cô chú anh chị em Có một buổi cuối tuần Thật kỳ là vui vẻ nha Cái điều giai đoạn này nó cần thiết Trong một cái bối cảnh mà kinh tế đang lạm phát Và chúng ta đang bị căng thẳng Bởi vì những đề khó khăn về vấn đề vật chất Và bây giờ Đi Trung Nguyên chia sẻ cùng cô chú anh chị em một cái bản tin với cái, cái tựa đề ngày hôm nay Thì các quý vị chắc là các quý vị đã nghe và đã biết được Rằng là Hoa Kỳ sẽ duyện trợ Mà cái này là chúng ta đã tâm tình và chia sẻ cách đây mấy ngày Và bây giờ chúng ta đã biết nhiều chi tiết hơn cái gói trợ cấp bổ sung này Và nó cũng nói chúng ta biết một cái điều rất là quan trọng Là trong những ngày kế tiếp Ukraine phòng thủ hay là tấn công Ngày hôm qua chúng ta cùng nhau làm một cái khảo sát Thì cũng khá là phân vân 50 là 50 có nhiều người cho rằng là Ukraine hãy nên phòng thủ, chuẩn bị có thể nói là những cái phòng thủ chặt chẽ hơn trước khi tấn công tiếp tục. Hay là Ukraine phải lợi dụng thời cơ thừa thắng xong lên và đánh một cách bất ngờ cho Nga trở tay không kịp. Và ngày hôm qua cái khảo sát vừa qua thì nó làm cho chúng ta khá là phân vân. Nhưng bây giờ thì theo cái sự gối trợ cấp của Hoa Kỳ thì Nguyên không còn phân vân nữa và nguyên tin rằng trong những ngày kế tiếp, Ukraine sẽ tấn công một cách có thể nói là tàn bạo vào trong những căn cứ của nga, đặc biệt là ở tại miền nam. và tại sao nguyên có thể cho rằng cái sự việc đó có thể xảy ra? vì là cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã chính thức công bố chúng ta biết cái gói trợ cấp là 600 triệu, cái con số tiền nó không phải là con số tiền lớn 600 triệu, nhưng quan trọng nhất là Hoa Kỳ cung cấp cái gì? Trong đó Hoa Kỳ cung cấp 1.000 cái loại quả tiễn cho hệ thống HIMARS. 1.000 cái đầu đạn của chú anh chị em cho hệ thống HIMARS. Và đặc biệt là Hoa Kỳ cung cấp 36.000 viên đạn 105mm. 4 hệ thống Khada. Đó là những cái gì quan trọng nhất trong cái gối trợ cấp này. Thì chúng ta hãy hình dung được là Hoa Kỳ đang duyên trợ đạn dược cho Ukraine sản công. Nếu thật tế là Ukraine sẽ phòng thủ thì Hoa Kỳ sẽ không viện trợ những đạn dược này mà ngược lại Hoa Kỳ sẽ viện trợ những hệ thống phòng thủ, hệ thống phòng không. Nhưng ngược này thì Hoa Kỳ đã hỗ trợ đạn dược để cho Ukraine bắn thoải mái. Thì các quý vị cũng biết là tấn công là chúng ta phải áp đảo kẻ địch. Muốn áp đảo kẻ địch là chúng ta phải nã pháo vào. Trước khi lực lượng bộ binh tấn công lên là pháo phải nã vào không ngừng. Để cho lực lượng phòng thủ của kẻ địch không có thể ló đầu ra được và khi bộ binh đã gần đến thì cái sự phản công nó mới hữu hiệu mà muốn làm việc này phải cần pháo đạn và trong mấy ngày gần đây đặc biệt là từ ngày 1 tây tháng 9 thì sự phản công của Ukraine tốn kém khá là nhiều đạn dược và bây giờ cái gối trợ cấp đã duyện trợ Nguyên nói thẳng một câu là cái gối trợ cấp đã duyện trợ, máy bay của Hoa Kỳ đã trợ đạn đi. Và ngày mai, cái gối trợ cấp này sẽ đến Uy Khan có nghĩa là đợt này nó rất là lẹ nó thông qua một cách lẹ làng và trong kho của Hoa Kỳ là gửi liền ngay lập tức sau khi công bố là máy bay đã chất lên hàng có nghĩa là Hoa Kỳ đang không muốn mất thời gian để cho Khan có thời gian phản công vì khúc đầu chúng ta không biết là Uy Khan phản công hay sẽ phòng thủ và đợt này Hoa Kỳ Uy Ukraine đã chọn biện pháp phản công thì Hoa Kỳ duyên trợ theo kiểu phản công. Có nghĩa là nếu anh cần thì tôi chuyển trợ liền không có ngừng ngại và ngày mai thì cái con số vũ đạn dược phần lớn là đạn dược có bốn hệ thống kha đa thôi thì phần lớn là đạn dược cái kho đạn của ukraine sẽ đầy trở lại và ukraine sẽ tấn công một cách có thể nói là vũ bảo để tấn công vào những căn cứ phòng thủ của nga cái điều này thì nó đã khẳng định chúng ta biết là ukraine tiếp tục phản công chứ không có phòng thủ cũng là một cái phía cạnh mình không biết là nó tốt hay xấu thì mình sẽ coi những cái cuộc chiến trường nó thay đổi vì các quý vị cũng biết mà cuộc chiến trường ngày trước ngày sau nó thay đổi hết rồi một tiếng đồng hồ thôi nó cũng thể thay đổi hết trên cái mặt trận thắng rồi thất bại thất bại rồi thắng không ai biết được nên là bây giờ Ukraine họ chọn biện pháp tấn công thì mình cũng phải cầu mong cho họ là đạt được thành quả về tại sao như vậy thì ngày hôm nay nó có vài bí mật tiết lộ chúng ta biết đó là ở dùng kẹt sân của chú và anh chị em. Theo những nhà chuyên gia và với những tướng lãnh chỉ huy thì họ đã tiết lộ bí mật của chúng ta biết là Ukraine muốn lấy kẹt sân cuối tháng 10. Họ cho rằng là cuối tháng 10 họ phải đạt được thành tựu, phải lấy kẹt sân cuối tháng 10. Còn một tháng gửi nữa thôi, mà cái dùng đất kẹt sân nó rất là lớn, nó lớn vô cùng kẹt sơn nó lớn vô cùng hiện bây giờ Ukraine chỉ có lấy lấy lại kẹt sơn chỉ có lấy là một phần năm thôi Ukraine chỉ có lấy một phần năm lãnh thổ của kẹt sơn thôi hiện bây giờ cái Ukraine nó lớn khủng khiếp nó là bây giờ từ đây đến cuối tháng 10 đó là cái mục tiêu mà trong quốc phòng của Ukraine mới vừa bị bạch mí và tiết lộ trên báo chí thì một thời gian nó không phải là một thời gian quá dài Ukraine phải đánh một cách thần tốc thần tốc đánh một cách lẹ làng đánh một cách lẹ làng thì quả mai cuối tháng 10 mới có quả mai giải phóng được kẹt sơn các quý vị. Cái điều này thì nó rất là cần thiết cho Ukraine. Vậy mới vượt có một cuộc chiến thắng Nếu giải phóng được kẹt sơn nữa Thì hình như là Nga đã hoàn toàn thất bại Và sĩ khí quân đội của Nga sẽ không còn Nên là cái điều nó rất là quan trọng cho Ukraine Muốn chứng minh là chính phủ Ukraine có thể giải phóng được hoàn toàn lãnh thổ Phải thắng kẹt sơn và cái mấu chốt nếu mà tháng kẹt xuân thì cái đảo Crimea sẽ bị đe dọa. Hiện bây giờ cái loại quả tiễn đặc biệt là hệ thống HIMARS không thể bắn được đảo Crimea được vì cách quá xa. Cách quá xa. Nhưng nếu giải phóng được kẹt xuân thì cái đảo Crimea sẽ trở thành cái tầm nhắm. Nên là rất là quan trọng, rất là quan trọng phải giải phóng miền Nam, đặc biệt là thành phố Kẹt Sơn. Vì thành phố Kẹt Sơn mà được giải phóng thì những thành phố khác sẽ được hỗ trợ và bảo vệ giống như là Odessa. À, nên là cái điều nó quan trọng cho 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 cái sự phòng thủ chặt chẽ của Ukraine. Ngày hôm nay thì tại Képson, trong nguyên cập nhật những bản tin tại Képson, ngay trang trung tâm thành phố, ngay trang cái nơi văn phòng làm việc chỉ huy của nga đã bị nổ không ngừng. Không biết hiện bây giờ Ukraine dùng cái gì để bắn, hoàn toàn không biết luôn. Hiện bây giờ thì tòa nhà chỉ huy văn phòng của chính phủ của Nga đang quản lý đang bị bốc cháy, bị những quả tiễn bắn vào chúng. Cô chú anh chị em và nhiều tiếng nổ đã xảy ra ở tại trung tâm chỉ huy kẹt sân do Nga quản lý. Thì cái điều này cái nó khá là xa nha, cái trung tâm kẹt sân nó khá là xa. Thì chắc là Ukraine đã dùng những loại quả tiễn đã bắn vào cô chú anh chị em, nhưng Ukraine chưa có công bố gì hết. Phía bên Ukraine chưa có công bố, chỉ có chúng ta biết là có nghe tiếng nổ, có hình ảnh, có video đưa lên rõ ràng. Tòa nhà đã bị tổn thương và nhiều tiếng nổ. Còn thiệt hại như thế nào thì hiện bây giờ chưa có rõ. Nhưng tại Kẹt thì ngày hôm nay phía bên chỉ huy của Ukraine đã có công bố họ tiếp tục tấn công và phản công và nã pháo vào những cái nơi phòng thủ của Nga. Trong đó họ nêu lên những con số thiệt hại sau đây. Khoảng tầm 70 binh sĩ của Nga đã thiệt mạng và 5 chiếc xe tăng, 14 chiếc xe bọc thép và 8 loại pháo đài khác nhau đã bị tiêu hủy. Tất nhiên, những cái con số này nó không phải là những con số chính xác 100%. Tuy rằng đây vẫn có những hình ảnh. Những bản tin của Nguyên đưa là đều có hình ảnh và có video hết. Nhưng những con số nó không rõ lắm Không thể chính xác 100% như các quý vị Nhưng nó cũng nói chúng ta biết rằng là Cái sự phản công của Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra ở tại miền Nam Tất nhiên là không tấn công một cách ồ ạt Chỉ có nã pháo vào những nơi căn cứ mà thôi Còn binh sĩ của Uy Khanh vẫn đang án binh bất động Ở tại vùng kẹt xuân không có, đua, không có đưa binh lên Chỉ có nã pháo Dùng pháo đài của Himax hay M270 hay những loại pháo đài của cung cấp từ Pháp, từ Hoa Kỳ nã pháo vào. Chứ không có đưa binh lên. Vì lý do chính đáng mà kẹt sơn chưa có đưa binh lên. Vì họ đang chờ cái gối trợ cấp của Hoa Kỳ đến. Để họ chuẩn bị sẵn sàng trước khi tấn công. Vì tướng lãnh chỉ huy ông ta đã từng nói một câu mà Nguyên cho Nguyên mạng phép chia sẻ lại. Ông ta nói rằng nếu chúng ta tấn công mà không có mục tiêu thì chúng ta sẽ không đạt được mà chúng ta sẽ thất bại nhiều hơn chúng ta sẽ mất mát nhiều hơn. Khi chúng ta đã quy định là chúng ta lấy cái gì, thì chúng ta hãy tấn công cái đó. Còn bây giờ chúng ta chưa nắm rõ được cái mục tiêu của chúng ta, thì chúng ta hãy nên chờ đợi. Thì có thể ngày mai và ngày mốt, sau khi cái số lượng vũ khí của Hoa Kỳ, đạn dược của Hoa Kỳ chuyển trợ, và một số lượng binh sĩ viện binh đến, thì Nguyên nghĩ là ở miền Nam sẽ có những đột biến mới. Và Nga sẽ thất bại. Cái điều này Nguyên nghĩ là Nga không còn đường nào cả. Vì hiện bây giờ ngày hôm nay phía bên Khanh ở vùng miền Nam họ vẫn công bố chúng ta biết là họ tiếp tục tấn công vào tất cả những cây cầu nổi mà Nga mới vừa xây dựng. Nga cũng tiếp tục sau những sự thất bại, những cây cầu bị tiêu quỷ, câu kỳ nổi hay là những cây cầu khác thì Nga cũng tiếp tục tu bổ và tu sửa và những cây cầu nổi Nga vẫn tiếp tục để duyện trợ và tiếp tế cho gần 20.000 binh sĩ của Nga đang bảo vệ một khu vực của Kẹt Xuân. Khanh đã công bố là họ vẫn tiếp tục pháo vào những cây cầu nổi này và những cây cầu nối này lại tiếp tục bị tiêu hủy với bơm đạn của Nga, xin lỗi, của Ukraine. Thì cái nó rất là thú vị của chú và anh chị em, nó rất là thú vị. Có thể nói nguyên một câu là Ukraine trả thù dân tộc. 2.000 binh sĩ của Ukraine kẹt ở tại thành phố Mariupol. Lực lượng Azure, các quý vị còn nhớ chắc là ai nguyên nghĩ không ai tới quên được. Thì ngày hôm nay, phía bên Nga cũng bị kẹt, không phải là 2.000 là 20.000 binh sĩ trở lên. Và Khan không cho họ lùi binh Khan đang làm tất cả mọi sự việc Không cho diễn binh, không cho lùi binh Cũng giống như ở tại thành phố Mariupol Bị bao vây hoàn toàn Và không thể nào phải bắt buộc ở chỗ đó để mà cầm cự Thì bây giờ cái, cái kịch bản Nó đã quay trở lại nhưng nó đổi ngược hướng mà thôi Ngày xưa là Nga bao vây quân đội Ukraine bị kẹt Bây giờ ngược lại Ukraine bao vây quân đội Nga bị kẹt và cái điều này là nghe sẽ tổn thất cực kỳ là lớn về sinh mạng. Cực kỳ là lớn về sinh mạng. Các cô chú và anh chị em. Để cho Nguyên hớp một miếng cà phê nữa. Để chia sẻ nó mới phê. Thì đó là cái khu vực ở miền Nam. Mà để cho các quý vị nắm rõ hết tất cả những chi tiết. Và những thông tin về liên quan ở tại miền Nam chính xác nhất có thể. Nó có nhiều bản tin lạc vặt khác. Nhưng Nguyên mạng phép không chia sẻ Bởi vì nó không có kèm theo hình ảnh Không kèm theo video Thì Nguyên cho là những bản tin không xác thật À Còn ngày hôm qua chúng ta có nói một chút xíu vui vui Đó là Putin bị ám sát đúng không Theo sự điều tra của Nguyên là hình như không có nha À Nguyên không thấy uh, Những cái báo chí lớn ở nước ngoài nó được Nên là theo cái sự điều tra của Nguyên Là cái sự ám sát ngày hôm qua Và hàng loạt báo chí nó toan tả ra Là hình như không có À cô chú anh chị em Hình như không có Tại ngày hôm qua mà mình để cái hoạch, À hôm qua là mình để trong đầu Để cái ngoặt để mình biết được Thì Nguyên phải tốn thời gian để Nguyên Đi xác định cái thông tin này Thì hình như là không có các vị nha Nguyên nói hình như thôi Bởi vì Nguyên không thấy được cái sự xác thật Với cái nhiều bản tin khác trên thế giới Nếu những cái bản tin mà chấn động như thế Thì những cái báo chí lớn trên thế giới Bắt buộc họ sẽ đăng Còn những báo chí lớn họ không có đăng Có nghĩa là cái bản tin nó không có xác thật À, cô chú anh chị em cái bản tin mà về Putin bị ám sát nó không có xác thật nên là cái vấn đề mà Putin bị ám sát là không có rồi đó không có rồi đó nên là nếu mà có thì cũng đâu có sao <laughs> nếu có thì cũng vẫn vui như thường à, có vui, vẫn vui như thường à cái đó là có thể là cái thông tin là người ta muốn giật gân hay là người ta muốn đánh đoàn tâm lý và tránh trị thông tin có lẽ là các vị cũng biết là chiến tranh mà chúng ta có chiến tranh thông tin nữa nên là cái vấn đề này là do báo chí à, có thể là do báo chí của những trang mạng những tờ báo lá cải à, họ thích à, lâu lâu họ tung ra những cái tin cái chiêu cái chiêu mà kêu là khói mù làm cho chúng ta phải nhức đầu nhức ốc phải đi kiếm họ làm cho nguyên cũng mất rất là nhiều thời gian của ngày hôm qua và ngày hôm nay À, có nghĩa là của họ cũng của không biết họ vụ ai không biết nhưng mà họ bắt đầu là họ làm cho nguyên mất thời gian khá nhiều rồi đó khá nhiều thời gian của ngày hôm qua những ngày hôm nay để xác nhận thông tin à, xác nhận thật xác nhận thông tin à, nguyên khẳng định cái điều đó bây giờ để cho nguyên coi cái bản tin nào chia sẻ cùng cô chú anh chị em nó hấp dẫn uh, ly kỳ ok đã nói từ hoa kỳ rồi cho nguyên mạng phép cập nhật và chia sẻ những gối trợ cấp và viện trợ để cho các người biết là không chỉ có hoa kỳ sẽ viện trợ cho ukraine không mà hàng loạt những quốc gia khác đang ồ ạt viện trợ Ngày hôm qua thì chúng ta biết là Litva đã viện trợ rồi, ngày hôm qua nguyên cập nhật. Thì ngày hôm nay có vài bản tin liên quan đến Đức nước Đức. Sau, <laughs> sau khi hàng loạt những vị thượng nghị sĩ dân biểu, cả luôn bộ trưởng bộ ngoại giao của Đức và cả luôn bộ trưởng bộ quốc phòng của Đức đã khiếu nại với chính phủ Đức là ông Olaf và thúc đẩy ông Olaf là phải viện trợ ngay lập tức cho Ukraine. Vì những cái gì mà Đức cam kết thì rất là nhiều. Châu nguyên khẳng định Đức là cái quốc gia đưa ra cái lời cam kết và duyện trợ cho Ukraine ở tại châu Âu xếp hạng nhì. Cái quốc gia mà viện trợ nhiều nhất cho Ukraine đó là Anh Quốc. Cái quốc gia thứ hai là Đức. Chú anh chị em. Có nghĩa là Đức là một cái quốc gia cam kết và duyện trợ đến tới mấy tỷ đô lần. Nhưng cái thời gian duyện trợ nó chậm giống như là con gùa vậy đó. Cái thời gian mà ông Olaf ông công bố đó, cái số duyện trợ là 7 năm. Có nghĩa là ông sẽ chi ra gần 3 tỷ Mà trong 7 năm à, 7 năm là cuộc chiến tranh người ta chấm dứt lâu rồi Mà ông là như vậy Nếu là thời gian vừa qua thì Đức viện trợ chậm lắm à, Có thể nói là lề mề lề mề trong cái sự viện trợ Thì bị lên án và chửi một cách khá là nặng nề và chỉ trích Ông Olaf Thì ngày hôm nay chính phủ của Đức Ông Olaf ông đã phát biểu là Chúng tôi sẽ gửi xe bọc thép sớm nhất cho Ukraine trong vòng mấy ngày nữa, hà, thì mình sẽ chờ coi. Nguyên không khẳng định với ông Olaf Hên xui vì ông này ông chậm lắm, ông chậm như gùa, nên là ông với vừa công bố với cái sự áp lực của trong chánh trị ở trong đất nước, những đảng phái đối lập và đã làm áp lực ông, thì ông đã cam kết là ông sẽ gửi trong vòng mấy ngày nữa một số lượng xe bọc thép trong đó có tăng Hiện bây giờ đối với Ukraine xe bọc thép rất là cần họ họ cần xe bọc thép nhiều hơn xe tăng nữa đặc biệt là loại xe tân tiến vận chuyển tốc độ lẹ những loại xe mà có thể chở một số lượng binh sĩ với cái tốc độ cực kỳ là lẹ những loại xe mà có thể mìn nổ mà xe vẫn chạy được các quý vị à, bởi vì ở tại yêu khanh là chỗ nào cũng có mìn hết bây giờ ở yêu khanh 100 năm mới gỡ mìn xong mà những loại xe mà mìn nổ vẫn không xin nhê gì hết binh sĩ không tổn thương mà xe vẫn chạy được cần những loại xe đó chứ không phải những loại xe bình thường những loại xe bọc thép đặc biệt để chống mìn thì đức sẽ cam kết là sẽ diện trợ trong vòng mấy ngày nữa vừa qua thì phía bên uh, litva họ viện trợ thì đức ngày hôm nay sẽ cam kết cái điều này thì cái điều này nó vô cùng cần thiết đối cái sự phản công của Uy ukraine nếu không có được sự những chiếc xe này thì cái sự mất mát về sinh mạng của binh sĩ của ukraine sẽ nhiều hơn có những chiếc xe này thì lúc mà đưa binh đến gần kẻ địch nó sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt là cái tốc độ xe chạy tới một trăm mấy cây số chứ không phải loại chiếc xe mà nó chạy chậm. Nên là cái loại xe này nó rất là tiện lợi cho phía bên Ukraine để mà phản công. Đó là ngoài Đức. Ngoài ra thì Tổng thống Pháp Edmund Macron thì cũng có nói chuyện với Zelensky. Thì Pháp cũng đã giữ theo cái cam kết của mình là sẽ viện trợ cho Ukraine à, những vũ khí mà Ukraine cần để mà phản công chỉ rằng ông pháp thì ông hơi nhát chết, ông không có ông không có nói chính thức là ông viện trợ cái gì, à, ông tổng thống pháp và ông ông giữ bí mật bí mật số lượng vũ khí mà pháp viện trợ cho ukraine à, sau khi cuộc điện thoại và tổng tổng thống zelensky đã kêu gọi pháp à, hãy gửi những vũ khí cũ của mình mà do ukraine đang mua đặc biệt là những pháo đài cũ của pháp mà ukraine mua gửi lại cho họ khẩn cấp ngoài ra cái gối trợ cấp mà pháp cam kết phải viện trợ sớm hơn một chút thì tổng thống pháp macron ông ta thừa nhận là ông ta sẽ gửi ngay trong vòng một hai ngày nữa có nghĩa là pháp và đức họ đã đoàn kết thống nhất là sẽ gửi ngay bây giờ cho phía bên điều khanh à, những cái vũ khí mà pháp thì họ không công bố là viện trợ cái gì thì nguyên không biết vẫn giữ bí mật ngoài ra thì ngày hôm nay thì tổng thống zelensky đã có nói chuyện với thủ tướng canada Christine Trudeau thì cái vấn đề mà hai người nói chuyện với nhau nó có hai nguyên nhân và lý do thứ nhất là phía bên ukraine họ đang kêu gọi sự giúp đỡ của canada về vũ khí à, vì các quý vị cũng biết là đất nước canada trong pháp đất nước canada là một cái quốc gia cực kỳ là mạnh mạnh cả đổi mặt về kinh tế và cả luôn quân sự Canada nằm ở trong G7 nữa và vũ khí của Canada chúng ta không thể nào đánh giá thấp được tuy rằng đất nước Canada ít có ai để ý đến nhưng mà vũ khí của Canada không thua kém gì của Hoa Kỳ đâu và cái lý do mà phía bên Ukraine họ kêu gọi sự hỗ trợ thêm thì đó là chuyện rất là bình thường vì cái vị thế của Canada là cái quốc gia cường mạnh và ông Trudeau ông cũng cam kết là ông sẽ hỗ trợ cho phía bên Ukraine trong vòng mấy ngày nữa một số Vũ khí của Canada sẽ hỗ trợ đến Và ngoài ra thì Tổng thống Zelensky cảm ơn Ông Trudeau về vấn đề gần đây là Phía bên Canada đã cho Ukraine mượn 340 mấy triệu đô la Tất nhiên không phải là tiền Là khí ga Canada sẽ gửi ga Cho Ukraine Với cái giá trị là 348 triệu đô la Ukraine Sau cuộc chiến mới trả tiền <laughs> Có nghĩa là mượn tôi bây giờ anh bán ra cho tôi đi mà tôi không có tiền tôi không có tiền anh cứ bán đi sau cuộc chiến xây dựng lại đất nước tôi có tiền tôi sẽ trả lại cho anh nhưng đây là cái số tiền mà tôi mượn anh đó Ukraine khôn lắm à, mượn nợ khắp nơi của chú anh chị em nó bây giờ anh Canada đi bây giờ mùa đông sắp tới rồi dân em lạnh tội nghiệp dân em anh anh bán ra cho em đi anh gửi tàu ra cho em đó à, anh gửi qua cho em nhưng mà em không có tiền để sau cuộc chiến em trả tiền Thì Canada họ vẫn giúp đỡ Ukraine à, 348 triệu Và Tổng thống Zelensky cảm ơn rất là nhiều Cái sự à, nhiệt tình ủng hộ của Canada Đó là cái bản tin của Canada Của chú và anh chị em của Canada Thì Nguyên đã có làm dài chương trình về Canada Tại vì Nguyên biết đó, ít có ai để ý về Canada lắm à vì người ta đã hình như là bị quên lãng trong đầu của người ta thì người ta chỉ biết là mỹ anh quốc pháp đức đối với người ta là những cái quốc gia cường mạnh về khí tài quân sự và kinh tế nhưng người ta quên lãng quên lãng ở bên phía bên tây á, là phía bên, phương tây á, bên á châu thì chúng ta có nhật bản là chúng ta có cái này cái kia nhưng mà ở phương tây người ta quên mất là có canada thực tế là như vậy vì đất nước canada nguyên đã nói là tài nguyên họ có đầy đủ hết vì đất nước họ rất là rộng đứng hàng nhì mà Đầu tiên là nghe sau là Canada Họ có cái gì không có hết Mỏ dầu, mỏ ga, cây, đá, than Cái gì ở thế giới có thì Canada nó có hết Và cái đất nước họ rất là phong phú Ngoài ra đó Thì lực lượng quân sự của họ không có yếu kém Đặc biệt nữa là ít có ai nhớ Là Canada là cái quốc gia Đã cùng Hoa Kỳ Tham chiến và đệ nhị thế chiến và thắng chiến tranh Mỗi lần người ta nói thắng chiến tranh Là người ta nhớ chỉ có Hoa Kỳ không à Người ta chỉ có nhớ Hoa Kỳ không à nhưng người ta quên lãng là Canada đã đóng góp rất là lớn trong cái đệ nhị thế chiến. Thì Nguyên chỉ có nhắc lại một phần lịch sử để cho bà con cô bác ai quên lãng mà thôi. À quên lãng mà thôi cô chú anh chị em. Cái công người nào người đó cũng phải có. Nên là cái Canada vị thế của Canada cực kỳ là lớn. Chỉ là Canada họ không thích phô trương. Người Canada khác với người Mỹ. À, người Mỹ là họ thích phô trương, họ thích nổ, họ thích nói. Họ thích nói. Tôi giàu, tôi sen, tôi mạnh. Đó là người Mỹ. Còn cái cách chánh trị của Canada là cái cách trị là âm thầm trong bóng tối và nhẹ nhàng. Đó, họ lúc nào cũng vậy. Nên là nhiều khi cái cách quá nhẹ nhàng của họ thì làm cho chúng ta quên lãng. Nên bữa nay Nguyên đưa tin Canada là thế. Ngoài cái vấn đề Canada thì phía bên Liên minh châu Âu à, đã thông qua của ngày hôm qua. Đó là cái số mà tiền là 5 tỷ cho Ukraine mượn. Các vị phải khẳng định là cho Ukraine mượn 5 tỷ. Vừa qua thì tổng cộng cái số tiền mà phía bên NATO, xin lỗi, Liên minh châu Âu đã duyện trợ cho Khan tổng cộng là 9 tỷ. 9 tỷ, đó là cái gói trợ cấp vừa qua. Và bây giờ thì cho thêm mượn 5 tỷ. À, cô chú anh chị em, mượn chừng nào trả, hết chiến tranh trả. À, <laughs> cái cái chiêu này là cái chiêu đã nguyên đã từng khuyến khích Ukraine đã làm cái chiêu này cái vị các còn nhớ mà bài bình luận của nguyên á nguyên là người đã đưa ra cái ý kiến là yêu khan hãy nên mượn nợ khắp nơi trên thế giới chỗ nào cũng mượn hết không có tha ông nào nhất là mấy ông nhà giàu được cứ năng nỉ mượn cho bằng được vì ép mấy ông khi thiếu nợ quá nhiều thì mấy ông phải bắt buộc phải giúp yêu khan chiến thắng cuộc chiến này còn nếu mà thiếu nợ quá ít thì mấy ông không sao mất cũng không sao bây giờ để thiếu nợ quá nhiều là mấy ông bắt buộc phải giúp yêu khan bây giờ nếu mà yêu khan thua cuộc chiến này xấu tôi thua rồi lấy gì đánh canh đội putin đi tiền đó mà tôi trả tôi thua rồi canh đội putin đi. thì putin nếu mà lấy đất nước putin phải gánh một cái nợ khủng khiếp đối với putin chẳng có lợi gì hết nên là tính ra đường nào thì những cái quốc gia này cũng phải hỗ trợ cho ukraine hết nên là châu âu họ cho ukraine mượn thêm 5 tỷ mà đây không phải là cái số tiền ukraine mượn nguyên nên tính ra cái số tiền mượn ha ở Chung nguyên lấy sơ sơ cho các vị ha à, Hoa Kỳ chắc yêu khanh mượn của Hoa Kỳ là 7 tỷ Tiền mượn á, 7 tỷ Canada khoảng tầm 5-6 tỷ Canada 5-6 tỷ Đây là cá nhân quốc gia nha Đức có khoảng tầm 4 tỷ Anh Quốc có khoảng cũng cần 5 tỷ Pháp có khoảng tầm 3 tỷ Đây là những số nợ mượn Mượn Còn trả là chưa biết Hên xui Trả <laughs> là hên xui Thì cái điều này đó là cái chiến lược Chiến lược và Ukraine họ cần. Đầu tiên nhất là cái vấn đề nợ nần thì tính sao? Bây giờ đầu tiên nhất là phải có tiền để hoạt động cái bộ máy chính trị để cho người dân không thể sống khổ, thật cực kỳ là khổ và phải có tiền để tiếp tục sản xuất rồi binh sĩ vân vân phải có xã hội vẫn có lương bổng binh sĩ vẫn có lương bổng những người làm chánh phủ vẫn phải có lương để tiếp tục sống và một tháng như vậy họ phải cần gần tới 5 tỷ rồi nên là cái lý do mà họ mượn tiền khắp nơi thì họ bắt buộc thôi họ bắt buộc nên là sau cuộc chiến thì họ sẽ nỗ lực lại xây dựng đất nước thì những cái quốc gia khác cũng phải bắt buộc phải hỗ trợ họ thì họ có tiền họ mới chi ra họ trả lại từng bước từng bước một đó là bản tin trợ cấp của ngày hôm nay thì trong nguyên bình luận một chút xíu thì các quý vị thấy rõ được là hiện bây giờ hoa kỳ canada pháp đức đang hỗ trợ và viện trợ những cái quốc gia cường mạnh lớn và trong đó nguyên quên nhắc là nhật bản cũng làm tương tự như vậy thì hiện bây giờ trong cuộc chiến tranh á, chúng ta thấy rõ được là Nga đã thức thế. Nga đã thức thế, không còn cái gì mà phải tranh cãi nữa. Nga đang yếu kém, Nga chỉ có phòng thủ thôi, chứ Nga không còn có cơ hội tấn công. Có nghĩa là Nga không còn có thể đua binh đến để mà tấn công vào Ukraine hay lấy thêm lãnh thổ nữa. Nga chỉ đang giữ những lãnh thổ cái gì mình đang cướp của Ukraine mà thôi. Và đang thất bại dần trên tất cả những mặt trận còn lại. Và bây giờ thì cái được sự hỗ trợ thêm, bổ sung thêm đến từ nhiều quốc gia thì quân đội của Nga làm sao chịu nổi? Thì các quý vị suy nghĩ đi, quân đội Nga làm sao chịu nổi? Khi lúc đó binh sĩ của Nga thì càng ngày càng ít đi trên cái mặt trận Ukraine. Vì Nga không thể bổ sung nhân lực được. Ngược lại binh sĩ của Ukraine thì càng ngày càng nhiều hơn. Mà vũ khí càng ngày càng đông hơn. Thì các quý vị nghĩ coi Putin làm sao thắng cuộc chiến tranh này được. Trừ khi Putin dùng vũ khí hạt nhân chứ Putin không cách nào thắng với cái mặt trận này được với cái tình với cái tốc độ diễn trợ kiểu này. Thì vì binh sĩ của Ukraine thì càng ngày càng nhiều. Từ đầu cuộc chiến thì binh sĩ Ukraine chỉ có 90 ngàn thôi. Bây giờ họ có cả triệu binh sĩ. Từ đầu cuộc chiến họ đâu có những cái những vũ khí tân tiến. Bây giờ vũ khí tân tiến cái gì họ không có hết rồi. Trừ máy bay ra thôi. Trừ máy bay. À, có một cái vị nhắc qua kỳ là 40 tỷ nhưng chưa có giải ngân. Các vị phải hiểu cái điều đó. À có nghĩa là gì? Tại vì có nhiều cô chú anh chị em cứ lẫn lộn cái điều này hoài Trung Nguyên Mạng phép phân tích cho nó rõ Là Hoa Kỳ đã thông qua 40 tỷ Có nghĩa là 40 tỷ này cho phép ông Tổng thống Joe Biden à, Ký giúp đỡ Khanh tùy theo trường hợp Nhưng ông ta phải thao, ông ta phải cho cái trợ cấp tùy theo cái gói trợ cấp Chứ không phải cho một lượt 40 tỷ thì cái trong 600, 600 triệu này Cũng nằm trong cái gói 40 tỷ Ông chia ra từng lượt Từng được như vậy Là mất là ông cứ cho được 40 tỷ Ông xin thêm 13 tỷ nữa Nhưng mà chưa có thông qua Ông còn xin thêm 13 tỷ nữa Joe Biden còn tham lam Còn xin thêm 13 tỷ nữa Nhưng mà nó chưa được thông qua Có nghĩa là nếu, nếu được 13 tỷ Là thành uh, 53 tỷ Nếu mà thông qua Nhưng không, họ không có duyện chở 40 tỷ Họ diễn trợ nhắc lâu lâu hoa diện 600 600 này, nửa triệu nè nửa triệu này là trong 40 tỷ để cứ viện trợ như vậy đó chứ không phải là gửi 40 tỷ rồi không có không có <laughs> cái đó là không có các cô chú và anh chị em à cái đó là cái số tiền mà Hoa Kỳ có thể cho Ukraine mình phải nhớ có thể cái chữ là có thể cho Ukraine à còn có viện trợ đến 40 tỷ hay không thì chưa chắc nếu cuộc chiến tranh này nó chấm dứt sớm thì Hoa Kỳ sẽ không viện À, cái đó là cái gói tiền mà hoa kỳ có thể viện trợ tức là hoa kỳ maxi tôi cho anh maxi là ông tổng thống joe biden ông được maxi là 40 tỷ anh viện trợ cho khanh mà chừng nào ông viện trợ là chuyện của ông à, chừng nào ông viện trợ là chuyện của ông rồi mỗi lần ông viện trợ thì ông chích ra trong gói 40 tỷ ông đưa ra đó à cô chú và anh chị em thì đó là rất là nhiều các quý vị uh, nhầm lẫn là hoa kỳ đã viện trợ 40 tỷ rồi không có không có Ukraine mà có 40 tỷ rồi thì Nga có đường nào mà ngác cửa nữa. Trời ơi, Ukraine mà được 40 tỷ mà tiền vũ khí thì trời ơi, Nga có có, có đường nào mà sống sót. Các thứ vậy ạ, các thứ vậy ơi, nếu mà thực tế mà Hoa Kỳ đã đưa cho Ukraine 40 tỷ này thì Nga đã chạy về hết rồi. Đảo Klima cũng đã mất rồi. Nhé thật tế mà nếu mà Hoa Kỳ viện trợ mà vũ khí 40 tỷ thì ngày hôm nay thì không có gì nói rồi. Cuộc chiến tranh nó đã, đã chấm dứt rồi. Nhưng không có, không có. Hoa à, Kỳ viện trợ nhắc nhắc gì đó 600 triệu, 3, 1 tỷ, à, nửa tỷ, gì đó, cái từ từ gì đó. Cứ kéo dài thời gian gì đó, à, có thể là một năm, hai năm sau, à, nếu cuộc tranh còn kéo dài thì mới tới. Ok, đó là cho Nguyên khẳng định lại để cho các quý vị à, không có nhầm lẫn. Và bây giờ à, cho Nguyên lấy cơ bản tin nào chia sẻ về nhiều tin quá Bữa nay nhiều tin vui quá à, Bây giờ cho Nguyên chia sẻ cơ bản tin nhục nhã của ông Putin đi ha à, Chúng ta chúng ta thấy cái sự nhục như con cá nục của Putin đi ha à, Chúng ta để cho chúng ta biết được là Cái buổi họp ở tại Uzbekistan Putin bị nhục như thế nào à, Mà Putin đã bị như thế nào ha Nguyên nghĩ là cái bản tin này bà con cô bác sẽ hứng thú hơn <laughs> thì các vị cũng biết đó là buổi họp từ ngày 15 tới ngày 16 tây có rất là nhiều quốc gia tham dự đặc biệt là có sự hiện diện của phía bên tàu cộng rồi có phía bên thổ nhĩ kỳ à, thổ nhĩ kỳ á là do putin mời trực tiếp đúng ra là thổ nhĩ kỳ không có tham dự cái buổi họp này putin năn nỉ ông Erdogan à đến thì có iran à, và có nhiều quốc gia khác thì trong cái buổi họp cái sự nhục nhã đầu tiên nhất là Putin phải chờ đợi người khác à. à trong những cái sự mặt đối mặt cá nhân thì hình như là Putin phải ngồi giống như là nguyên nó khó nghe là con chó chờ thời vậy đó Putin phải con chó chờ thời vậy đó thường á là cái vị thế của đất nước nga đó là lúc nào người ta cũng chờ đợi hết nga lúc nào cũng là người vào cuối sân và những quốc gia khác phải chờ đợi nghe hay là gặp mặt đối mặt thì à, lúc nào thì putin cũng là người à, đi vào cuối và dưới cái mặt rất là ngên ngang các thứ vậy nhưng bây giờ thì cái vị thế của nga nó không nằm đó nữa nên là putin phải ngồi trực thời à, chừng nào mấy ảnh đến đây em cần giúp đỡ mà <laughs> đó cái vị thế là gì đó à, đang cần đang cần giúp đỡ nên là đầu tiên cái nhục đầu tiên là cái nhục thời gian và chờ đợi cái nhục thứ hai với tạo cộng là như thế này trong lời phát biểu của ngày hôm nay của Putin đã làm chấn động trên cả toàn cầu và nhiều hàng loạt báo chí nó đưa sau đây. Putin nói là khi Putin gặp với ông Tập Cận Bình đối mặt, đối với mặt, thì Putin nói với Tập Cận Bình là tôi biết rằng anh vô cùng quan ngại về chiến trường ở tại Ukraine. Và tôi sẽ giải thích cho anh tỉ mỉ hơn về tình hình của chiến sự. Đó. Cái câu nói đơn giản của Putin thôi mà báo chí nó giết hàng loạt luôn lý do tại sao. Ủa, cái lý do mà Nga có quan tạo cộng có quan ngại về chiến trường của Ukraine có liên quan gì đâu mà tại sao Putin phải giải thích? Ông trời ông mưa, ông chơi nguyên thiệt. Dạ. Yeah. Yeah. Cô chú và anh chị em, tại sao Putin phải cần giải thích cho tạo cộng? Cái đặt cùng một câu hỏi là người ta đặt nhé, tại sao Putin phải cần giải thích cho tạo? Putin phải cần giải thích một cách tỉ mỉ nữa. Đó. Để cho nguyên xích vô trong của chú anh chị xích vô chồng, nếu không là nó nó mưa chờ nguyên 3 giây của chú anh xem chỉnh camera thông cảm đi nó mưa nắng mưa là chuyện của trời rồi uh, 88 là chuyện của Nguyên À phải chịu thôi Và bây giờ cho Nguyên tiếp tục chia sẻ cùng các quý vị những bản tin còn ở lại uh, Thì cái nhục nhã của Putin Thứ nhất á, là Putin đã bắt đầu ở trong một cái vị thế mà phải cần giải thích cho người khác Và bởi sao? Vì nếu Putin không giải thích thì Tàu Cộng sẽ không hỗ trợ Và Putin phải bắt đầu phải ngồi năn nỉ Tàu Cộng À anh lo ngại về vấn đề chiến tranh Ukraine chừng nào chấm dứt à, Chúng tôi phải như thế này thế kia Phải ngồi năng nỉ Tàu Cộng Thì ông Tàu ông trả lời cái gì Ông Tàu ông nói là Nga với Tàu là những quốc gia cường mạnh trong thế giới Chúng ta hãy ngồi lại với nhau Với những quốc gia cường mạnh khác Để chúng ta Giải quyết nhiều vấn đề khó khăn Trên cái đất này à, Ông Tập Kháng Bình ông nói rất là nhẹ nhàng Nhưng ông đang nói cho Putin biết một điều là anh phải đi giải quyết cái vấn đề của anh với những quốc gia khác bà nhục chưa bao giờ có chuyện đó chưa bao giờ có chuyện đó và báo chí nào nó cũng đưa hình ảnh nào nó cũng đưa ngày hôm nay hết nguyên đã nói với các cô chú anh chị em rồi putin bắt buộc phải liếm bô tàu cộng thôi không bao giờ có cách nào được hết và cái bản tin nó đã loan tả ra tất cả những đài trên thế giới à chỉ có cô chú anh chị em nào mà không có nghe đài thế giới chắc là không biết thôi chứ mà nguyên lý về đài thế giới bữa nay ngày nào nó không đưa cái gì đó nó lặp đi lặp lại không ngừng nó lặp đi lặp lại cái lời phát biểu của Putin với cái lời phát biểu của tập cận bình thì nó nói chúng ta biết là cái vị thế của của Nga ngày hôm nay nó đã đi thấp xuống tới mức độ này rồi đã đi thấp xuống và đi tụt dốc thấp xuống và tụt dốc cô chú và anh chị em và tới mức độ mà phải năn nỉ rồi bây giờ là phải giải thích cho Tàu như thế này như thế kia Và Tàu Cộng đã ra lệnh một cách nhẹ nhàng Anh hãy nên ngồi trở lại với những quốc gia cường quốc để giải quyết những vấn đề Tôi với anh đều là những quốc gia lớn mạnh Thì cái đó là cái nhục mà chúng ta đã thấy rõ được là khi lúc Tàu Cộng đặt câu hỏi về vấn đề chiến sự Thì là Putin không còn đường Ở trong cái buổi họp có báo chí có những người này Putin không nói sẽ giải thích như thế nào Putin nói là tôi sẽ nói rõ cho anh sao hơn đó là một cái nhục thứ hai. Nhục thứ ba là ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Vì ông ta đến nơi đây là do Putin kêu ông ta, năn nỉ ông ta, ý ôi ông ta. Thì ông ấy đứa gần ngay trong cái buổi họp đó, ông ta nói thẳng với Putin một câu. Putin, hãy ngừng cuộc chiến tranh này. Đủ rồi. Hãy ngừng ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Các quý vị, nó nhục ơi là nhục ông ấy gần ông nói với Putin một cái câu đó đó hãy ngừng cuộc chiến tranh đủ rồi hãy ngừng cái càng sớm càng tốt không nên tiếp tục nữa ngay trong cái buổi họp đó luôn đây là cái sự nhục thứ ba của Putin ở trong cái buổi họp đó tội Putin vô cùng tận tội Putin cô chú và anh chị em tội Putin vô cùng tận vì cái điều này Nguyên nói là cái vị thế của Nga nếu ai mà có thể là nắm rõ được một chút xíu về chính trị thôi Cũng biết là cái vị thế của Nga ngày hôm nay nó đã tuột dốc Nó đã tuột dốc, Nga không còn đường lựa chọn Nga không thể phát triển cái kinh tế được nếu không có được sự hỗ trợ của phía bên phương Tây Rồi, bắt đầu bắt buộc phải bắt buộc của giá châu Mà Á Châu chỉ có quốc gia mà có đủ khả năng cung cấp cho, cho Nga là tàu thôi mà tàu cộng nó đâu có ngu Bây giờ nếu Tàu Cộng mà viện trợ cho Nga một cách trực tiếp thì không khác biệt gì Tàu Cộng sẽ trở thành một cái mũi dùi của phương Tây. Tàu Cộng cũng cần phương Tây để đối tác làm ăn, cần Hoa Kỳ, cần Canada, cần châu Âu. Nếu bắt tay với Nga không khác biệt gì Tàu Cộng sẽ trở thành kẻ địch. Nếu Tàu Cộng cũng đâu có ngu. Họ làm sao mạo hiểm với anh làm cái gì tôi có lợi gì trong cuộc chiến tranh này. Vì cuộc chiến tranh này nó không có lợi nhẫn mà. Nếu mà đánh thắng Ukraine mà kiếm được tiền đó, thì quả may Đánh thắng Ukraine thì ôm cái nợ vào người thôi Được cái gì? <laughs> anh chia với tôi cũng chẳng được cái gì cả Đánh thắng Ukraine cũng không được cái gì hết Thì tại sao tôi phải mạo hiểm vì anh? Vì nếu không có lợi nhuận trong đó Không có chia cái tiền bạc gì trong chổng Mà không tìm được cái nguồn tiền Vì cuộc chiến tranh tại Ukraine là cuộc chiến tranh vô nghĩa Nó không được cái sự ủng hộ của cộng đồng của thế giới nó không được sự hỗ trợ vì thế giới không bao giờ công nhận biên giới mới dù nga có lấy trọn vẹn ukraine nữa thì cả thế giới họ trừng phạt nhiều hơn thôi và họ cũng không bao giờ thừa nhận nên là ông nga cái buổi họp ở tại uzbekistan thì ông nga ông hứng chịu rất là nhiều những cái lời chỉ trích cả luôn những quốc gia nhỏ hơn nga những quốc gia không phải là những quốc gia cường quốc vẫn chỉ trích nga vì nga đã làm cho họ thiệt hại cái nền kinh tế vì cuộc chiến tranh đã dẫn đến cái sự thất bại kinh tế của đất nước họ khủng hoảng kinh tế của đất nước họ lạm phát leo thang nên họ chỉ trích nga rằng kêu nga hãy ngừng cuộc chiến thì uh, nguyên không biết là ông putin ổng có ngừng cuộc chiến hay không cái điều này nó thật sự với cô chú anh chị em thì nguyên không biết uh, vì chỉ uh, cái sự ngoan cố của putin thì khó nói lắm cái sự ngoan cố của Putin thì có nói lắm Nhưng mà cái điều đó chúng ta đã thấy rõ được là Vị thế của Nga và sự nhục nhã của Nga ngày hôm nay nặng vô cùng Nó nặng vô cùng Lần đầu tiên mà Nguyên thấy như điều đó Vì các vị cũng biết là Nguyên làm chương trình chánh trị Theo dõi chánh trị không phải là gần đây Nguyên làm đã mấy năm rồi Nên là những thông tin về Putin gặp người này gặp người kia đó Thì là Nguyên theo dõi rất là sát Và có thể nói là đây là cái lần nhục nhã nhất lớn nhất của Putin Từ đó đến giờ cái sự nhục nhã đến mức độ mà người ta chỉ trích nặng nề mà chửi chỉ trích trước mặt người ta không còn có một cái lời nói nhẹ nhàng giống như là giống như là năng nỉ anh hãy ngừng cuộc chiến không không người ta chỉ trích trước mặt và cái điều này nó đã dẫn đến chúng ta thấy rõ được là putin đang bị yếu thế từ ở mặt ngoại giao đồng minh cả luôn mặt chính trị trong đất nước thì mấy ngày hôm nay cái vấn đề mà đang lật đổ putin ở trong đất nước nó vẫn tiếp tục diễn ra hàng loạt trên mạng xã hội của Nga đang chỉ trích cái chính phủ của Putin. Tất cả trang mạng xã hội của Nga đó đang chỉ trích và bắt đầu là phía bên thông tin đó, họ đang bịt miệng những cái lời chỉ trích. Vì sự thất bại của Nga đã thấy rõ. Đặc biệt hơn nữa là cái tháng này nè, cái tháng này nè, cái nền kinh tế của Nga đang tụt dốc một cách đáng sợ. Đáng sợ. Nên cái người dân của Nga họ cũng đang e ngại và sợ hãi là mùa đông năm nay họ như thế nào cái nền kinh tế đang trao đảo, việc làm đang thất nghiệp tràn lan. Và hiện bây giờ họ đang rất là sợ hãi cái vấn đề này. Và họ đã thấy được cuộc chiến tranh này không đem lợi những gì cho họ cả. Và họ đang đặt một câu hỏi là các ông nói không có chiến tranh. Các ông nói là cái gì cái gì cái gì, cái gì quân đội đặt cái gì? Chiến lược, chiến lược. Cái gì của chú anh cái từ ngữ quên mất tiêu rồi. À các vị nào nhắc chung nguyên một câu hay không? Tự nhiên không không lâu 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 rồi À không có nói chiến tranh nhưng bây giờ hàng loạt hàng mấy chục ngàn binh sĩ đã thiệt mạng. Cái điều này các ông giải thích như thế nào? Và bây giờ nó dẫn đến một cái sự lạm phát của trong đất nước và cái nền kinh tế đang trao đảo chiến dịch à chiến dịch đặc biệt cảm ơn cảm ơn các quý vị chiến dịch đặc biệt thì các cô chú anh chị em thấy rõ được là người ta đang chỉ trích và cái chánh quyền đã thất bại thì ông putin bây giờ phải đang nhức đầu rất là nhiều về giải quyết cái vấn đề ở trong đất nước và ở ngoài đất nước và đó là cái sự thất bại của putin đó là bản tin liên quan về Putin mà ngày hôm nay thì có bản tin cực kỳ là nóng. À, đó là cái bản tin rất là buồn ở tại thành phố Izium. Mà nguyên nghĩ là các quý vị đã nghe. Sau khi giải phóng thành phố Izium thì người ta đã tìm ra ở trong cái khu rừng ngoại ô của thành phố Izium đã có hơn 450 ngôi mộ. Trong đó có nhiều ngôi mộ tập thể. Nhiều ngôi mộ tập thể của chú anh chị 450 ngôi mộ. Tổng thống Zelensky đã lên án. Ông ta nói rằng hãy nhìn thấy đi. Hết Busa, hết chỗ này rồi chỉ hết Erpin, Busa và bây giờ Izium. Hãy nhìn kỹ đi cả thế giới. Những cái nơi mà quân đội của Nga chiếm đóng. Cái hậu quả là như thế này. Hiện bây giờ con số người tử vong không biết là bao nhiêu. Chúng ta biết là mộ, 450 cái mộ. Trong đó có nhiều mộ là tập thể và hiện bây giờ đó thì phía bên tòa án quốc tế đó họ mới kêu rằng là phía bên ukraine đó, hãy gom hết tất cả những tài liệu tội ác chiến tranh ở islam và để đưa lên cho họ họ cần họ nói họ cần vì họ nói rằng là không thể nào để cho những kẻ tội ác có thể thoát được ngoài ra nữa thì phía bên liên hiệp quốc sẽ gửi một phái đoàn đến thành phố islam để mà họ sẽ điều tra vì hiện bây giờ với cái tình hình mới dài ngôi mộ và họ mới mới phui khui ra thì có rất là nhiều người bị bắn từ sau lưng vân vân và vân vân nó nhiều lắm nó nhiều lắm hiện bây giờ cái tội ác nó trở thành một cái tâm điểm mà ngày hôm nay báo chí nào nó cũng đưa phần lớn là nó chia sẻ cái vấn đề này rất là nhiều thì cái điều mà chúng ta thấy rõ được là trong cuộc chiến tranh thì Nguyên sẽ hiểu rằng là sẽ có người này người kia. Và cái sự thiếu đạo đức nó cũng có xảy ra. Sự tàn bạo nó cũng có. Nhưng mà đối với cuộc chiến tranh ở tại Ukraine nó quá tàn bạo Và nó không phải là một cái chuyện một tỉnh thành mà nó hàng loạt tỉnh thành Là cái điều này Tổng thống Zelensky nói là Kêu cả thế giới hãy nhìn đi Hãy nhìn cái hành động binh sĩ của Nga Cô chú và anh chị em Hiện bây giờ cái vấn đề này thì nó có sẽ có hai vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ Thứ nhất là tòa án quốc tế Tại sao tòa án quốc tế đã kêu phía bên Ukraine phải đi làm một cái là cái enquête chúng ta làm một cái điều tra tỉ mỉ và nộp lên cho họ. Để họ liệt vào trong cái tội ác chiến tranh. Vì họ tin rằng cuộc chiến tranh này Nga sẽ thất bại và những binh sĩ của Nga phải trả giá với cái hành vi tội ác của mình. Và họ sẽ không tha cho bất cứ một ai đã phạm việc tội ác chiến tranh. Cái điều đó là một cái điều cực kỳ là quan trọng các cô chú và anh chị em. Vì uh chúng ta đều biết đất nước lợi Việt Nam chúng ta đã tiểu biết chúng ta đã trải qua hàng loạt năm chiến tranh 1.000 năm đô hộ giật tàu, 100 năm đô hộ giật Tây và chúng ta nội chiến thời gian rất là dài thì chúng ta đều biết là trong những cái thời gian lịch sử đó có tội ác chiến tranh thì các cái việc đó thấy rõ được là cái tội ác chiến tranh của Nga nó đã làm ở tại Ukraine nó tàn bạo cỡ nào và bây giờ những kẻ đó nó chưa có được chi tố ra pháp lực chỉ có bắt được hai người vượt qua thôi nhưng trong tương lai khi cuộc chiến tranh nó chấm dứt sự thất bại của nga sẽ xảy ra, thì những kẻ đó sẽ nắm đầu ra pháp lực tòa án của quốc tế, họ sẽ chạy không thoát, họ sẽ chạy không thoát, vì trên cơ thể của mỗi nạn nhân đều có adn hết và những nhân chứng cụ thể đều có hết và nguyên nó thật với các đứa vị tại sao cái chuyến đi vừa qua ở tại đất nước litva mà nguyên rất là thích, tuy rằng cái thành phố litva ở thủ đô nó rất là nhỏ, nhưng mà nguyên cực kỳ là thích nguyên sẽ quay trở lại trong thời gian tới người ta viết một cái bản cực kỳ là to đối diện với lãnh sự quán của nga nó treo lên ngay trong cái khách sạn luôn ở người ta viết cái gì tòa án quốc tế đang chờ ông đó putin họ đang chờ ông đó ông sẽ bị xử nếu cuộc chiến tranh này thất bại putin bị thất thế putin bị lật đổ thì putin không thể con đường sống được vì tội ác của Putin đã gây ra cho Ukraine nó đã quá rõ nét và có bằng chứng quá cụ thể thì Putin đã không còn đường lui nó thực tế là như vậy Putin một là Putin lui binh bây giờ rồi bồi thường cho Ukraine thì quả mai còn có một con đường thoát nếu mà Putin thất bại trên cuộc chiến trường thì thế nào tại đất nước Nga họ sẽ lật đổ Putin ngay bây giờ Nga còn có một cơ hội duy nhất là bây giờ lần ngừng cuộc chiến thỏa thuận nhưng với sự cố chấp mà do những nhà chuyên gia họ cho rằng là Putin sẽ không mà làm chuyện đó. Nên là bây giờ là thêm một cái hồ sơ tội ác chiến tranh ở tại Izium mà hàng loạt và trong những mấy ngày kế tiếp thì các quý vị sẽ đưa những cái tin này các quý vị nhận nhiều lắm. Vì cái tin này nó đánh sâu vào trái tim nhân đạo của người khác. Rồi sẽ hàng loạt những phái đoàn chuyên gia đến Izium khai thác thông tin của chú và anh chị. Đó là bản tin liên quan đến tội ác chiến tranh mà của Nga đã gây cho Ukraine các quý vị mến thương. Ngày hôm nay chúng ta còn rất là nhiều những bản tin khác mà thôi để một chút xíu nữa nguyên cập nhật sau ha. Nguyên bổ sung thao nguyên viết rất là dài bữa nay nguyên viết rất là dài. Nguyên rất là dài nên là có rất là nhiều những bản tin khá là hấp dẫn của ngày hôm nay mà nguyên sẽ cập nhật sau. Chúng nguyên ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn. Cảm ơn tất cả các vị lúc nào cũng đồng hành cùng nguyên đi những bản tin hấp dẫn trên cả thế giới. Cảm ơn sự hiện diện của các quý vị. Cảm ơn sự yêu mến. Bye bye. một cơn u mê xé nát dân tộc đến thế một đêm lê thê cướp mất bao người không về một cơn tham lam dẫn đến mưu đồ tan hoang một đêm âm u thấp thoáng nấm mồ hoàng vu một đêm ra đi đôi lấy kiếp người nhỏ bé một đêm đem thân đôi lấy lăng nhục nghề chề một đêm mâu lo đôi lấy hoang thù dây vò Niềm đau thiên thu đôi lấy kiếp người trong tù Nhìn cao lên đi và nhìn xa hơn đi Xem trong thế giới chúng ta còn những gì Nhìn chung quanh đi và nhìn sau lưng đi Xem trong quá khứ chúng ta làm những gì Nam ơi niềm đau thương hôm nay Chịu dân ôm trên tay Dù tháng nay mai Bao nhiêu tỷ hiểm Chén đua bạc tiền Xin hôn đốt Tạo thành dầu sôi trong trái tim Việt Nam như hôm nay Làm sao đem uy linh Về quê hương quang vinh Mà không cam hy sinh xin ghi vào lòng non sông một dòng vào năm chiến sự còn ghi ta sao gục đầu rồi qua đau thương với sức vươn người thật mới rồi qua gian nào sẽ có muôn vạn anh hào chờ đêm anh linh sẽ cất cao lời thân chính chờ nghe tin đưa nối gót oai hùng năm xưa rồi trong tan hoang sẽ có tiếng cười ngạo nghễ rồi đêm lê thê sẽ đón muôn triệu chân về rồi đêm âm mù sẽ thôi lui chào thiên thu việt nam đêm nay thế giới nghiêng đầu cúi chào cao lên đi và nhìn xa hơn đi Xem trong thế giới chúng ta còn những gì Nhìn chung quanh đi và nhìn sau lưng đi Xem trong quá khứ chúng ta làm những gì Việt Nam ơi niềm đau thương hôm nay Chịu dân ôm trên tay Dù tháng hôm nay mai bao nhiêu tỷ hiếm chén đua bạc tiền xin hún đốt tạo thành dầu sôi trong trái tim việt nam như hôm nay làm sao đem uy linh về quê hương quang vinh mà không cam hy sinh xin ghi vào lòng non sông một dòng bao năm chiến sự còn ghi ta há sao gục đầu Rồi qua đau thương với sức vươn người thật mới Rồi qua gian lao sẽ có muôn vạn anh hào Chờ đêm anh linh sẽ cất cao lời thân chinh Chờ nghe tin đưa lối gót oai hùng năm xưa rồi trăm tan hoang sẽ có tiếng cười ngạo nghễ rồi đêm lê thê sẽ đón muôn triệu chân về rồi đêm mâm mù sẽ thôi lui chào thiên thu việt nam đêm nay thế giới nghiêng đầu vui chào việt nam đêm nay thế giới nghiêng đầu vui chào